Thưa hai họ, họ Lê và họ Võ, cùng với tất cả thân thuộc của cộng đoàn của chúng ta Manchester, ngày hôm nay chúng ta tới để dự thánh lễ thành hôn của Du Xe Thần cùng với chị Maria Sommer. Thật là vinh dự để chúng ta có thể cầu nguyện cho đôi vợ chồng mới, và cũng xin Thiên Chúa là tình yêu mãi với anh chị. Để trước khi cử hành thánh lễ của hôm nay, tôi xin mời hai bà mẹ đại diện cho cô dâu và chú rể lên để châm đôi nến để tượng trưng cho anh Thần cùng với chị Sông. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin lên sông Đức Giêsu Kitô và tình yêu của Thiên Chúa Cha và ơn thương hiệu của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng Cha. Trước khi cử hành thánh lễ, chúng ta cũng cầu nguyện xin Thiên Chúa thứ hai mỗi lòng để tất cả mọi người chúng ta xứng đáng cử hành thánh lễ thành hôn cho anh Thần cùng với chị Sông ở trong ngày hôm nay. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nghiệp trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót.
Bài trích sách châm ngôn: Tìm đâu ra một người vợ đảo đen, nàng quý giá vượt xa trong ngọc, chồng nàng hết giả tin tưởng nàng, chàng sẽ chẳng thiếu chi lợi lộc, suốt đời nàng đem lại hạnh phúc chứ không gây tai họa cho chồng. Nàng tìm kiếm len và vải chai rồi vui vẻ ra tay làm việc. Nàng ra tay vào cùng kéo sợi và cầm chắc chuốc chỉ trong tay. Nàng rộng tay giúp người nghèo khổ và đưa tay cứu kẻ khốn cùng. Duyên dáng là trả giá, sắc đẹp là phù vân. Người phụ nữ kính sợ Đức Chúa mới đáng cho người đời ca tụng. Hãy để cho nàng hưởng những thành quả tay nàng làm ra. Ước chi nơi cổng thành nàng luôn được tán dương, ca tụng cho những việc nàng làm. Đó là lời Chúa. Chúa.
tông đồ gửi tín hữu Colosse. Anh em thân mến, như những người được chọn của Thiên Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và hãy tha thứ cho nhau nếu người này có chuyện phải oan trách người kia. Như Chúa đã tha thứ cho anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Và trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương. Đó là dây ràng buộc điều toàn thiện. Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em. Sự bình an mà anh em đã được kêu gọi đến để làm nên một thân thể. Anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa. Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em. Với tất cả sự khôn ngoan, anh em hãy học hỏi và dự bảo lẫn nhau. Hãy cùng những bài thánh tịnh, thánh thi và thánh ca của thầm thí cùng với lòng tri ân để hát mừng Thiên Chúa trong lòng anh em. Và những tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi chuyện anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô, nhờ người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha. Đó là lời Chúa. Cha xin mời thầy với hai họ và chúng con ngồi nhé. Có người hỏi cha là thánh lễ
lễ hôn phối của Công giáo của chúng ta khác nghi thức và hôn phối ở ngoài đời. Điều gì? Thì cha cũng trả lời là những người ở ngoài đời sau khi mà thì các cháu thương nhau rồi sau đó để cho hai bên gia đình biết, và sau khi biết xong thì họ bắt đầu tới rồi ra mắt và cũng có thể bái lại trời đất, rồi sau đó thì họ về chung sống với nhau, hầu như là không có một cái sự gì ràng buộc giữa hai người, cũng không có thể hứa giống như bên Công giáo của chúng ta. Bên Công giáo của chúng ta, thánh lễ hôn phối không phải chỉ là một thánh lễ, nhưng mà Đức Giêsu Kitô cùng với giáo hội đưa lên hàng thành bí tích. Bài phúc âm mà thầy Sáu vừa mới chia sẻ cho chúng ta là sự gì? Thiên Chúa liên kết loài người không bao giờ được phân ly. Chính vì vậy cho nên trong mấy tháng vừa qua, cha thấy cô dâu phải vất vả tìm giấy tờ của người bạn trai của mình, rồi sau đó là của bên con phải về đi lục la nghĩa là giấy rửa tội, rồi thêm sức rồi học giáo lý rồi tất cả để chuẩn bị cho lễ hôn phối của ngày hôm nay. Mà còn chưa hết nữa, mấy ngày hôm trước là phải ra thành phố rồi đã xin giấy chứng nhận là hai tụi con sẽ trở thành vợ chồng với nhau và có giấy đó, thì hôm nay cha mới đứng đây để làm lễ hôn phối cho chúng con được. Đấy. Đôi khi thì nhìn những người ngoài thì họ nói là thì các cha làm có giấy giao hôn, nhưng mà thực sự không phải, là bởi vì lên bí tích là thì cả cuộc đời của chúng con chỉ có một mà thôi. Tí nữa thì tất cả các đoàn và hai họ sẽ chứng nhận là thì hai cháu sẽ thề hứa với nhau, sống chung thủy với nhau khi thịnh vượng cũng như lúc nghèo khổ, rồi khi khỏe mạnh đau yếu, để thương yêu nhau suốt cuộc đời. Đấy mới là cái điều quan trọng cho uy tín hôn phối của người Công giáo của chúng ta. Trong mấy ngày vừa qua thì cha cũng không có thời giờ để phỏng vấn chú rể, rồi thì ngày hôm nay cha xin hỏi là gì ạ? Con có thấy em sâm hợp của con đẹp không? Dạ đẹp, đẹp. Nếu đẹp thì con xem coi xem coi là em sâm hợp có những cái gì đặc điểm tất cả mọi sự để có thể con thi ở gì cả quyết can đảm tới cái này để lấy em sâm hợp trở thành vợ và suốt cuộc đời cho cha cũng cảm cho con đời biết. Summer thì một trong những điều mà con thích nhất từ Summer thì Summer rất là biết lắng nghe, rất là sống rất là tình cảm, lúc nào cũng muốn quan tâm tới người khác nhiều hơn người mình, thì lúc nào cũng đi sau hết đó. Nhưng mà đó là một trong những điều mà con cảm thích nhất từ Summer. Cái đó đúng thật. Ngày hôm nay con thấy là thì bạn gái của con áo màu gì nhỉ? Màu trắng. Màu trắng thì con mới thấy được là màu tượng trưng cho sự trong trắng, không có vết nhăn, không có vết ố, không có bất cứ cái gì, nó là sự trong trắng. Và chính vì nhờ sự trong trắng đấy cho nên con mới thấy được là trong bài tập thứ hai của ngày hôm nay thánh Phaolô nói điều gì, là con hãy mặc lấy những chiếc áo mà có lòng từ bi, nhân hậu, nhân ái và biết yêu thương và kính trọng Thiên Chúa và tôn trọng người chồng của mình. Đấy mới là cái áo mà thì thánh Phaolô cùng với nhau muốn dẫn cho chúng ta, cái chiếc áo trắng. Thì gì sau khi mà chúng con sống chung với nhau thì cha hy vọng là cái chiếc áo trắng nó giữ mãi cho giống như ngày hôm nay thôi. Thì giờ cha cũng xin hỏi là thì em Summer, tức là con Summer có thấy là anh thần của con đẹp không? Đẹp trai.
Rồi cũng có đặc điểm, có điều gì để mà con quyết định con lấy người bạn trai của con sau nhiều năm tìm hiểu không? Dạ thưa cha, là rất là men ạ. Men này, rồi, hôm nay là thì chúc lại mặc áo màu gì nhỉ? Màu đen. Màu đen á, thì con thấy tại sao mà chúc lại không mặc máu màu hồng hay là màu blue, có nghĩa là màu xanh hay là bất cứ màu gì là màu đen? Tại vì nhất màu đen là tượng trưng cho mỗi một lần chúng ta đi lễ ăn táng rồi đi nhà quan hay là những gì nhân ý nghĩa chúng ta mặc màu đen phải không ạ? Cho nên là màu đen ở đây là gì, tượng trưng cho mình chết đi. Màu đen là giống như là màu chết đi mà. Mà từ ngày bây giờ trở đi, con sẽ phải chết đi tất cả trong quá khứ, quên hết tất cả các cô mà chân dài, chân ngắn, chân khỏe, chân cụt, bị quên hết, bây giờ chỉ còn một mẹ xương, mẹ xóm một của em mà thôi nhé. Đó, đấy, đúng rồi. Đấy, giống như Đức Kitô của chúng ta chết cho giáo hội. Đấy, khi mà chết cho giáo hội như vậy thì để cho sự giáo hội mới sống được. Và qua nhờ bí tích là Đức Giêsu chết để cho chúng ta được sống. Cho nên ngày hôm nay cha cũng nhắc nhở cho thằng biết là từ bây giờ trở đi con không còn một ai, chỉ có là gì, sống mới là người vợ của con, và thì cả cuộc đời của con không phải sống cho người vợ. Thì như vậy gia đình của con mới hạnh phúc, quên hết tất cả những gì quá khứ dị vãng mà thì con còn nương nhớ. Bây giờ chỉ còn có người bạn đời của mình, và thì thiện xương hay là sơ mờ cũng giống vậy. Còn gia đình hạnh phúc hay không là do người vợ chứ không phải người chồng. Tại sao? Là bởi vì là con nhìn thấy là gia đình thánh gia của chúng ta, gia đình thánh gia Đức Mẹ với thánh cả Giuse, tại sao Đức Mẹ có thể chứa được cái hạnh phúc của gia đình thánh gia? Là bởi vì Đức Mẹ không phạm tội, cho nên tất cả những gì Đức Mẹ làm đều cho chồng và cho con của Đức Giêsu và cho Thiên Chúa. Cho nên gia đình thánh gia mới là trở thành gia đình gương mẫu cho không những tôn giáo mà rất là nhiều người ở ngoài không biết tôn giáo họ cũng hạnh phúc. Cái điều mà A Dông á, mà đau khổ nhất, mà hối tiếc nhất trong cuộc đời của ông mà ông không làm, là cái lúc mà con rắn, đương nhiên thì nó cũng cám dỗ hai lần. Nhưng mà A Dông biết sợ Thiên Chúa, bởi vậy cho nên con rắn nó mới bị thất bại. Nhưng mà con rắn nó mới chuyển sang là lên bi, có nghĩa là chuyển sang là người vợ là Eva. Nếu cái lúc mà Eva có nghĩa là con rắn nó suy nhược rồi nó nói là thì chết tâm lý như vậy, nếu lúc đó mà ai không có mặt ở đó thì chắc chắn sẽ không có sự xảy ra. Nhưng lúc đó là thì ai không không có, cho nên thì Eva mới bị cái cám dỗ và đã lấy cái trái cây và ăn xong thì đưa cho người chồng. Chính ra là người chồng là ai đâu phải biết là cái chuyện này là đi ngược lại với của Thiên Chúa, là không ăn. Nhưng mà có thể ở đây các quý quý vị đã có một gia đình lâu năm thì cũng biết là tôi khi thấy vợ mình làm sai nhưng mà chồng cũng ăn làm theo luôn. Cho nên cái gì, nhiều khi mình nói là người chồng nó bị mắc đuôi rồi, có đúng không? Tôi cũng thấy rồi. Thí dụ như có nhiều bà thì kinh tế nó khó khăn, cái việc mà các thời đi coi bói, mà đi coi bói thì các bà thì có vẻ như là tin nhiều hơn của các ông. Thế vậy mà chẳng thấy các ông cũng mắc đuôi mắc mù nhầm đi mắc đuôi cũng đi coi bói. Đây cho nên còn mới thấy được là ở đây thấy cố gắng làm sao người vợ mình là cái người mà chính hạnh phúc thì gia đình, còn cố gắng làm sao phải bám víu vào Thiên Chúa. Honeymoon có nghĩa là sắp mấy ngày tới thì tụi con cũng sẽ được hưởng ít nhất vài ngày vài tuần, nhưng sau khi honeymoon xong thì tụi con trở về sống chung với nhau. Khi mà sống chung với nhau như vậy rất nhiều
nhiều các cái việc mà từ trước đến giờ chúng con không có tìm thấy. Nhưng mà khi mà sống chung với nhau, cái sự đố kỵ, cái sự nghi ngờ, rồi cái sức mà cãi vã, rồi đấy thì tất cả nó sẽ bắt đầu. Thì từ gia đình của chúng con cũng giống như tất cả mọi gia đình ở đây, cái sự khác biệt đấy, cho nên để mà hành gánh bỏ, làm sao cái gia đình của chúng con hạnh phúc là chúng con phải trở về với bí tích thánh thể. Và ngày hôm nay cha mặc bí tích thánh thể, con phải tới với Chúa. Đừng có bao giờ giống như những người khác, đúc là ly dị, đúc là gọi luật sư, đúc là gọi cảnh sát, đúc là cái này cái khác. Chớ có bao giờ làm những điều này. Và chúng con phải chạy tới Chúa, xin em thân cảm nhận sẽ cùng với giáo hội để cầu nguyện cho môi tình của chúng con. Tại sao mà cha bỏ rất là nhiều thời gian để mà gì bỏ cho chương trình thanh niên hôn nhân, là bởi vì ngày hôm nay các cặp vợ chồng hầu như là 50% là đi tới đổ vỡ sau 50. Cho nên cha cũng hy vọng và cha cũng có tin tưởng là chúng con sẽ hạnh phúc mãi nếu chúng con biết thương yêu nhau và mặc lấy cái chiếc áo nhân hậu từ bi khiêm cung, biết tha thứ với nhau suốt cả cuộc đời của chúng con. Sau đây để chuẩn bị, cha xin mời cô dâu chú rể chúng ta đứng lên, hai người nhân chứng để tới và các em chuẩn bị nước thánh cùng với để chúng ta chuẩn bị nghi thức hôn phối. Anh chị thân mến, anh chị đến nhà thờ để tình yêu của anh chị được Thiên Chúa đón nhận trước mặt đại diện hội thánh cộng đoàn dân Chúa. Thật vậy, Chúa biết đâu rộng rãi chúc phúc cho tình yêu này. Và Chúa dùng bí tích đặc biệt làm cho anh chị luôn luôn trung tín với nhau và đảm nhận trách nhiệm của hôn nhân, cũng như chính người đã dùng phép thánh tẩy để thánh hiến anh chị. Bởi đó trước mặt hội thánh, cha xin hỏi khiến anh chị, anh thần và chị sau mở, chúng con có tự do thuận lòng đến đây chứ không bị ép buộc để kết hôn với nhau không? Thưa con, khi chọn đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa con. Thưa con, anh chị có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái mà Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật của Chúa Kitô và Hội Thánh không? Thưa con. Thưa con, vậy bởi vì anh chị đã quyết định kết hôn với nhau, anh chị hãy cầm lấy tay nhau và nói lên sự ưng thuận của anh chị trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Tôi thành nhận em sơ mà làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em một ngày suốt đời thôi. Tôi và sơ mà nhận anh thành làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời tôi. Xin Thiên Chúa đoái thương xác nhận sự ân thuận mà anh chị đã tỏ bày trước Hội Thánh và xin người tuôn đổ tràn đầy ơn phúc cho anh chị. Sự gì Thiên Chúa nên biết, loài người không bao giờ được phân linh. Sau đây là những
Xin Thiên Chúa chúc phúc cho những chức nhận này mà hai người trao cho nhau để làm bằng chứng tình yêu và chân thành. Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Sao mà em hãy nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu và lòng trung thành của anh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Sau đây cha xin đại diện cho Chapter New Hampshire và địa phận của Chapter của chúng ta cùng với nhà thờ trân trọng tuyên bố cùng anh chị và tất cả mọi người chúng ta kể từ giây phút này anh thần cùng với chị Summer là vợ chồng chính thức trước mặt hội thánh và tất cả mọi người chúng ta. Xin tất cả mọi người chúng ta cho anh chị và chồng một tràng pháo tay. Xin mời các bạn. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã muốn người nam và người nữ sống thành gia đình để cộng tác với Ngài trong công trình sáng tạo và cứu độ. Cùng tạ ơn Thiên Chúa cùng với anh Giuse Hạnh và chị Summer trong ngày hôm nay thành hôn. Chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện thiết tha. Gia đình Kitô giáo là niềm hy vọng cho thế giới. Xin Chúa cho các gia đình Kitô giáo tích cực sống tinh thần tin mừng, để gia đình trở thành dấu chỉ của tình yêu thương và sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới hôm nay. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Con cái là một phần của gia đình và hội thánh. Xin Chúa cho các bậc cha mẹ biết tích cực giáo dục con cháu trong đức tin và đức mến, để chúng trở nên những người con ngoan cho gia đình, xã hội và giáo hội. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Người bảo gì thì các con cứ làm như vậy. Nhờ lời chuyện cầu của mẹ Maria, xin Chúa giúp cho đôi tân hôn hôm nay luôn được trung thành yêu thương và nâng đỡ nhau, để gia đình họ trở nên dấu chỉ chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Sự gì Thiên Chúa đã liên kết, loài người không được phân ly. Xin Chúa cho gia đình hai họ và các thân hữu luôn đồng hành và nâng đỡ gia đình anh Thành và chị Summer, để góp phần thánh hóa tình yêu và bảo vệ sự tín chung của họ. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Này Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương hiến mình cho hội thánh,
Xin thương chúc lành và ơn độ muôn ơn lành trên gia đình mới của chúng con đây là anh Thần cùng chị Sông Mật, và giúp mọi gia đình Kitô luôn tha thiết ơn gọi nên Thần để trở nên dấu chỉ tình yêu của Chúa giữa mọi người, Chúa hằng sống và hiên trị muôn đời. Amen. Sau đây để tiếp tục thánh lễ, cha xin mời vợ chồng mới sẽ lên để châm cây nến hiệp nhất để kể từ giờ phút này chúng con mãi mãi là vợ chồng với nhau. Mỗi chuyến này Chúa đã xe đến
tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là bình thần sẽ bị lộc vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho cả muôn đệ mà nói: tân cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho cả con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng,
Cha đã tạo dựng muôn loài từ hư vô và sự an bài mọi trong trời đất ngay từ thuở ban đầu. Khi dựng nên con người đứng hình ảnh Cha, Cha đã đặt người nữ làm trợ tá bất khả phân ly của người nam. Vì vậy gọi không còn là hai nhưng chỉ là một xương một thịt. Như thế Cha đã dạy chúng con rằng sự gì Cha đã phối hợp nên một, loài người không bao giờ được phân ly. Lạy Cha, Cha dùng bí tích cao trọng thân hóa tình nghĩa vợ chồng để hôn nhân tượng trưng cho sự kết hợp nhiệm bầu giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Lạy Cha, Cha đã phối hợp người nữ với người nam và từ nguyên thủy đã chúc phúc cho xã hội họ gây dựng nên được sinh sôi nảy nở. Lời chúc phúc lần này, dù tội nguyên thủy đại hồng thủy cũng không xóa bỏ được, xin ghé mắt nhân từ nhìn đến chị Sâm Mận vừa thần hôn với anh Thành và đang được cầu mong được Cha ban ơn phúc, xin cho chị được đầy lòng yêu thương, biết ơn ở thuận hòa, biết noi gương các thánh nữ đã được tán dương trong sắc thần. Xin cho anh Thần biết trọng niềm tin tưởng ở chị Sâm Mận và nhìn nhận chị là người bạn bình đẳng và cũng được thừa hưởng sự sống và hồng ân Chúa ban. Xin cho anh biết luôn luôn kính trọng yêu thương chị như Đức Kitô đã yêu thương Hội Thánh. Vậy giờ đây lạy Cha, xin cho đôi tân hôn này được kiên trì giữ vững đức tin và thiết tha yêu mến luật Cha, được trọng tình chung thủy với nhau để nêu gương một đời sống thánh thiện. Xin ban cho họ được sức mạnh của tin mừng để họ trở nên nhân chứng thích hợp của Chúa Kitô trước mặt mọi người. Xin cho họ đông con nhiều cháu, được trở nên cha mẹ mẫu mực khôn ngoan, và khi đã trải qua tuổi thọ an nhàn, họ được về thiên quốc cùng các thần hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Lạy Chúa cho đã ăn bày, cho ăn và chi. Thần cùng với sông mở kết duyên với nhau và đã chuẩn bị tết hôn nhân mà thăng hoa mối tình của họ. Chúa lại còn cho họ đồng bàn cùng ăn một bánh, uống chung một chén. Giờ đây vì lễ tế này, xin Chúa ban dồi dào ân sủng để họ sống hòa thân trong cùng một tình bác ái. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Sau đây đôi vợ tình hồn mới, cặp vợ chồng mới của chúng ta sẽ ăn lên để dâng hương hoa cho Đức Mẹ. Người đại diện cho hai họ sẽ lên để cảm ơn cùng với chia sẻ đôi lời với hai họ. Tất cả mọi người chồng chính, cha quản sứ, thầy giáo lãm, cha mẹ học hàng hai bên và cộng đoàn,
dấu ấn và trọng trong cuộc đời của hai con và hai cháu của chúng con. Ngày mà tình yêu của hai cháu được Thiên Chúa chúc phúc, được liên kết mật thiết với người qua bàn thầy thánh. Và giờ đây, xin mời bà thầy bước vào một cuộc đời sống mới, hôn nhân và gia đình. Trong giờ phút dạt dào hạnh phúc và cảm ơn, cho phép chúng con được bày tỏ lòng tri ân và cảm tạ. Trước hết, chúng con xin dâng lời tạ ơn Chúa đã tạo dựng nên hai cháu cách lạ lùng, và còn thật lạ lùng hơn nữa, và liên kết cho hai cháu chúng con qua bí tích hồn phối. Chính bí tích tình yêu này đã liên kết hai cháu nên một xương và một thịt, để tạo dựng nên con người mới hầu làm được mang của Đức Chúa. Chúng con xin tri ân Cha Cộng Sứ Thân Thiện. Mặc dù công việc của cha rất là bận rộn, nhưng cha đã lo lắng giúp đỡ để tạo điều kiện cho hai cháu có ngày hôm nay, tạo thêm đức tin cho hai cháu của chúng con. Đặc biệt hôm nay cha đã chuẩn bị thánh lễ kết liên kết trăm năm cho hai cháu của chúng con. Chúng con không biết lấy gì để đền đáp, nguyện xin Thiên Chúa ban ơn lành cho cha phần hồn cũng như phần xác. Chúng con cũng xin cha tiếp tục cầu nguyện để cho các gia đình bạn trẻ của chúng con được tiếp tục yêu thương nhau và biết sống chung bàn bổn phận làm vợ và làm chồng và làm mẹ mẫu mà thể nuôi dạy con cái con người, giúp ích cho giáo hội và trong xã hội. Chúng con xin cảm ơn ca đoàn Chúa Cứu Thế đã bỏ công rất nhiều, chị Dũng ca đoàn và chị Bảo Thanh rất nhiều đã tạo những bài hát rất là hay cho đám lễ cưới của chúng con hôm nay. Chúng con xin cảm ơn. Cảm ơn chị Phương đã chúc những lời rất là chúc đẹp với cha, thầy và đoàn tất cả quý bà anh chị em cùng với hai họ, và đặc biệt cảm ơn tất cả các cháu cùng chúc lễ nhé. Xin cảm ơn chúng con. Xin mời mọi người ta đến để xin phép làm một buổi lễ và mỗi một câu xin mọi người chúng ta cùng làm nhé. Lạy Thiên Chúa là Cha hằng hiếu, gìn giữ anh thành chị Sâm Mộ luôn hòa thuận yêu thương nhau. Xin Đức Kitô ban cho anh chị được bình an và cho gia đình được hằng yên vui đầm ấm. Amen.
Chúc anh chị được hồng phúc, có con nối dõi tông đường, được ban hiếu mến thương giúp đỡ và sống hòa hợp với mọi người. Amen. Chúc anh chị trở thành nhân chứng tình yêu của Thiên Chúa giữa thế gian, luôn rộng lòng đón tiếp những người cô đau nghèo đơn, để ngày sau chính họ sẽ đền ơn và mời đón anh chị vào nhà cha trên trời. Amen. Xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thank you.
lên chụp tấm đó. Chú để đi đâu?